Tuấn Tạ xin chào tất cả mọi người. Bên Nhật Tuấn về còn Tuấn còn dư ra một bộ rúp. Bộ rúp này là full nha mọi người. Rúp hàng Nhật. Full bộ rúp 7020. Bộ rúp này còn mới tinh nha mọi người. Tuấn nói sơ cho mọi người xem ha. Thì bộ rúp còn mới tinh là nó có hai cái dĩa của Nhật luôn, hai cái dĩa 105 luôn. Bình thường thì mọi người thấy trên mạng anh em họ bán bộ rúp thì thường thiếu hai cái dĩa, đa số mua rúp 105 là không có hai dĩa, trừ khi rúp hàng Nhật về tháo xe thì mới có hai cái dĩa xe banh thôi. Hai cái dĩa này công nghệ làm lạnh nhanh, dĩa chính hãng 105. Rồi Tuấn vô chi tiết bộ rúp này ha. Bộ rúp này clip của nó là clip 11 11 30, giò dĩa thì 3450, giò còn rất đẹp, mọi người nhìn ha. Rồi đầu tiên Tuấn đi cái giò trước. Đây cái giò dĩa. Giò dĩa 34 50 răng. Thì giò này còn rất là đẹp, rất là mới, không có chạy xước gì hết. Đó, mọi người nhìn ha. Giò rất là đẹp. Răng còn đen vuông luôn, tháo xe không có đạp được bao nhiêu nha mọi người. Bộ rúp nếu mà 105 mà đĩa dầu mới bây giờ cũng phải hơn 14 triệu nha mọi người. Thì thường mọi người mua rúp thì không có hai cái dĩa đâu. Rồi, ở đây, ở dây banh. Tính quay cho mọi người coi mặt trong ha. Đó, còn đẹp như mặt ngoài luôn. Đó, mọi người nhìn kỹ ha, giò không có chạy xước gì hết, còn rất là đẹp. Rồi tới cái giò bên trái, mọi người đây. Giò bên trái ha mọi người. Đây. Giò bên trái thì mọi người cái miếng phe chống rớt gì hết còn trong đây luôn. Ốc zin đầy đủ hết. Đó, đây mọi người, còn rất là đẹp. Rồi, tiếp theo thì Tuấn đi tới phần cùi đề sau và sang dĩa. Cùi đề sau thì đẹp như mới luôn nha mọi người. Đây mọi người nhìn nè, không có vết chạy gì hết. Bánh xe thì còn vuông rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn ha, bánh xe mặt sau này còn rất là đẹp. Ốc ốc ca xiết cáp còn ốc zin nha mọi người. Đó, chứ không mất con ốc này luôn, ốc xiết cáp zin luôn. Rồi sang sang dĩa, cái gạt dĩa nắp đậy là còn zin đủ nha mọi người. Đó, còn đẹp như mới luôn. Rồi tiếp theo thì Tuấn đi với cặp heo dầu. Cặp heo dầu thì mọi người nhìn thấy ha, đây là nó xài đặc biệt á, nó xài hai cái dĩa 160. Bình thường á là dĩa trước 160, dĩa sau 140. Thì cái này bên Nhật á, thì họ đi đèo đi dốc nhiều nên là họ nâng cầu lên, họ đi đĩa sau 160 luôn để cho dĩa càng lớn là thắng càng an toàn nha mọi người. Mọi người nhìn nè ha, ai tịch nó xì xì. Thì đây là có xe banh, chữ xe banh nè mọi người. Còn đĩa mà ở đây mà mình mua hàng ở đây á, thì nhà máy Trung Quốc thì hay là made in China nha. Còn cái này là made in Japan. Thì hai cái dĩa 160 thì đi mình đổ đèo đổ dốc á, mình thắng an toàn hơn. Bình thường dĩa 140 thì cái dòng của nó nhỏ, thắng nó không có nhạy ăn bằng đĩa 160. Nên là nội mà cái cầu này thôi mọi người mua cũng hết mấy trăm rồi ha. Rồi hai cái dĩa này nếu mà dĩa 105 mới á, thì mình mua nay một cặp là cũng phải 1,5 triệu nha mọi người. Rồi hai cái heo dầu nè, đây là cầu sau có sẵn dĩa cầu của Shimano chính hãng luôn nha mọi người, về là bắt thôi. Rồi dây này là chính hãng Shimano, dây dầu còn rất là dài nha mọi người. Dây dầu là Tuấn đảm bảo mọi người về dư luôn, còn rất là dài. Rồi bố thắng là mọi người hay còn rất là dày. Heo dầu thì 70 70, bố tải nhiệt, bố thắng tải nhiệt nha mọi người. Heo dầu trước sau gì cũng đều bố tải nhiệt hết, còn dây rất là dài, dây Shimano chính hãng luôn mọi người nhìn ha. Rồi đây là cặp heo dầu không chạy xước gì hết. Rồi bây giờ Tuấn vô tới cặp tay lắc. Bộ rúp thì mắc nhất là ở cặp tay lắc. Chẳng hạn như bộ rúp mọi người mua 14,5 triệu đi thì cặp tay lắc mọi người mua hơn một nửa rồi nha. Thì quan trọng nhất là cặp tay lắc. Rồi đầu tiên thì Tuấn đi cho mọi người xem cái tay lắc bên trái. Rồi tay lắc bên trái mọi người nhìn kỹ nha, không chạy xước gì hết, bóng láng luôn. Đó, bóng láng luôn nha mọi người. Mặt trước mặt sau Tuấn quay rất là rõ luôn. Đó, mọi người khỏi xem hình chụp gì hết, hình chụp nhiều khi mình không xem hết góc cạnh nha. Rồi đó, rất là bo mới nè mọi người, nhìn lò xo ở trong còn sáng chói luôn, dây cáp còn zin hết luôn. Đó ha, phe chặn dầu rồi còn zin hết, ốc rồi còn đầy đủ hết. Rồi tới phần tay lắc dầu bên phải. Tay lắc dầu bên phải mọi người nhìn nè, đó còn rất là đẹp. Rồi cái mặt nạ nè mọi người nhìn ha, đầu mặt nạ không có chạy xước gì hết nha mọi người.
bên đây. Rồi cái phần mặt tiền á thì nó có một cái vệt xước. Đây, cái vệt xước ngay chỗ chữ 105 á thì nó có cái vệt bé tí tẹo ngay đây. Đó, mọi người thấy không? Đó, Tuấn quay xa nè. Đó, Tuấn quay gần cho mọi người coi nè. Mọi người nhìn từ xa thì mọi người thấy nó có cái vệt nhỏ ở đây, nó bị xước vận chuyển về ha, nó để nó bị xước tí xíu chỗ cái phần chữ số 1 đó. Đó, bên đây không có. Bên đây cũng không có, ở mặt tiền đằng trước đây nó xước đây tí xíu đây thôi. Rồi. Tiếp theo thì Tuấn đi tới cái clip. Clip thì còn đẹp như mới luôn nha mọi người, clip Xin 105 R7000. Thì rúp này là rúp 7020 thì clip là R7000 nha mọi người. Clip là tình trạng còn như mới luôn, sáng chói luôn. Rồi, sên thì Tuấn cam kết với mọi người, Tuấn khỏi đo thì sên giãn chưa quá 0.5, sên còn như mới luôn nha. Sên thì còn như mới luôn, Tuấn tháo ra. Rồi, cái này thì hai cái dĩa này là 1.6 của Shimano chính hãng. Công nghệ làm lạnh nhanh, mọi người khỏi tốn hai cái dĩa. Bộ rúp này Tuấn bán bằng giá với lại anh em bán không có dĩa thôi, nhưng mà Tuấn tặng luôn hai cái dĩa này luôn. Là bán bằng giá với anh em bán không có dĩa, nhiều khi còn rẻ hơn. Hôm nay rúp này lên giá nha mọi người. Và đi theo bộ rúp này á, thì thường á, mọi người mua sẽ không có ba cái đuôi chuột. Đây là ba cái đuôi chuột, hai cái đuôi chuột ngắn là bên tay lắc, còn đuôi chuột dài là chỗ cùi sang clip để cho nó dây cáp nó chuyển động mượt mà mọi người. Rồi với lời ốc thì đầy đủ nha. Rồi bộ rúp full, bộ rúp Shimano 7020. Bộ rúp này full hết, Tuấn bán là 11.500.000 nha. Anh chị em nào quan tâm bộ rúp đĩa dầu 7020 11.500.000, gọi cho Tuấn số điện thoại 0908 228 222. Chỉ 11.500.000 cho bộ rúp 7020 105 đĩa dầu. Dĩa nó thì nãy Tuấn có nói là 3450 nha mọi người. Rồi, Tuấn cảm ơn mọi người xem video. Tuấn hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Tuấn xin chào tất cả mọi người.